Sao hết rồi? Vâng. Cửa không phải đau lắm, cạnh cửa được, cạnh cửa nó không đùng đi được. Thế bọn em lau bụi thôi nhá. Chờ cái khống này này. Nhưng mà đừng đừng lau rẻ ướt ạ. Vâng. Không có gì. Ok anh. Lau ướt là nó hết đồ. Không, nếu mà lau ướt là nó không lại luôn. Ừ. Thế tôi nhá là đừng lau ướt. Vâng. Cái đồ này đồ công nghiệp nó không phải đồ ướt gì đâu. Không phải nhựa đâu. À. Đồ công nghiệp. Ừ, nó thấm nước vào là rất nó. Quay ở đây nhá, cứ tí về nhá. Ừ.